Xin được kính chào tất cả quý vị và các bác các anh em yêu audio trên toàn lãnh thổ Việt Nam chúng ta. Thưa quý vị và các bác các anh em, trong buổi tối ngày hôm nay 31 tháng 7 năm 2019, thưa quý vị và các bác các anh em, cửa hàng của nhà em vừa cập nhật về được một đôi loa đến từ đất nước Anh Quốc, một thương hiệu rất nổi tiếng được nhiều người Việt Nam chúng ta săn lùng và ưa chuộng đón nó về chơi. Thưa quý vị và các bác các anh em, trước cái máy quay quý vị và các bác đang được nhìn thấy một siêu phẩm nó vừa cập nhật về trong cửa hàng của nhà em, đó là một đôi loa kit 104-2. Đôi loa này trong cửa hàng của nhà em bán khá nhiều và bán rất chạy hàng đôi loa này. Và cũng dòng này thì em cũng thi thoảng lấy được một đôi thôi chứ không có nhiều. Và các bác đặt hàng của em rất là nhiều. Và trước cái máy quay thì quý vị và các bác đang được nhìn thấy một siêu phẩm rất đẹp, đẹp không tì vết, đẹp vuông hòm sắc cạnh. Đôi loa kit 104-2 có trở kháng là 8 ohm, công suất 200W một thùng, sản xuất tại Anh Quốc, Made in England. Đôi loa này về cấu trúc của loa thì trên một thân thùng nó có 5 cái loa. 5 cái loa thì em sẽ đi vào giới thiệu cho anh em. Thì thứ nhất là ở trước cái mặt trước của nó thì nó được trang bị hai cái loa lời. Hai chiếc loa lời có đường kính lên tới là 14 các bác nhá. Hai loa lời lên đường kính 14 gân cao su và màng của nó cũng là màng cao su dòng loa Anh đặc trị đặc trưng. Đây là hai loa lời của nó và một loa check dome anh em nhá, một loa check dome. Và ở trong cái thân thùng của đôi loa thì nó có hai cái loa bát 20 đánh ngửa lên để tiếp âm ra lỗ thông hơi này, là hai cái loa ở trong lòng thùng này là đảm nhiệm là làm loa trầm anh em nhé. Loa trầm này gọi là loa trầm đồng trục và các bác đang được nhìn thấy một thanh kim loại nó được nằm ở giữa cái rốn loa. Cái thanh kim loại này nó nằm ở giữa cái rốn loa, tức là rốn loa giữa cái rốn loa ở đáy này và trên nóc các bác nhé, tức là nó là dòng gọi là dòng loa trầm đồng trục, tiếng trầm cực kỳ mạnh. Hai loa này có giải có một cái nhiệm vụ, tức là đánh trầm và đưa ra lỗ thông hơi này, nên là các bác sử dụng dòng loa này thì các bác phải cần phải trầm nữa, tiếng của nó cực kỳ hay và giải lời sáng lép cực kỳ hay. Và đôi loa các bác đang được nhìn thấy, đôi loa này cao là 92/5 các bác nhá, 92/5. Và cái chiều sâu của đôi loa, chiều sâu của thùng loa nhá là lên tới 42/5. Chiều sâu của thùng loa lên tới 42/5 nhá anh em, nhớ rõ là như vậy. Và còn cái chiều rộng của loa nó xít 30 phân, sấp xỉ 30 phân anh em nhá. Và về cái cấu trúc của loa thì anh em đang nhìn thấy màu sử dụng thùng gỗ lạng màu lâu đỏ rất là đẹp. Màu lâu đỏ các bác nhìn thấy tuyệt vời, rất là đẹp, ok các bác đang thấy rất đẹp luôn, vuông hòm sắc cạnh nha, từ đằng trước đằng sau phẳng lặng luôn, rất đẹp. Em sẽ quay đằng sau cho các bác các anh em ngắm nhìn. Cái đằng sau của nó thì do cái chỗ này nó chật cho nên là em không thò cái máy quay vào cho các bác được. Cái gỗ ở đằng sau, cái bảng lưng ấy, nó cũng là cái gỗ này các bác nhé, gỗ màu y như này này đấy, tay em chỉ này đấy, là như vậy, rất là đẹp luôn. Còn nguyên bản cả e căng. Và bây giờ xin được đi vào báo giá cho đôi loa kit 104-2 sản xuất tại England, tại Anh. Giá của em đưa ra cho quý vị và các bác, em đảm bảo với các bác rằng các bác không thể mua ở đâu mà có được đôi loa này. Thật sự mà nói là như vậy các bác nhé. Người ta bán càng ngày càng đắt, nhưng em bán cho các bác, quý vị và anh em chơi càng ngày càng rẻ. Và hàng bao giờ cũng lấy chuẩn nhất, xịn nhất. Loa này xin được bao zin cho quý vị và các bác các anh em tuyệt đối, không có sửa chữa gì và tuyến loa. Thưa quý vị và các bác các anh em, là đôi loa này em xin được bán cho quý vị và các bác các anh em yêu audio chơi với một cái mức giá là 16.800.000 đồng anh em nhé, 16.800.000 đồng một đôi loa đến từ Anh Quốc, rất đáng sưu tầm và rất đáng chơi. Dòng này thì anh em có thể vừa nghe nhạc và hát hò karaoke trên đôi loa này thì rất là hay, rất là tuyệt vời. Thật sự mà nói là như vậy, hát karaoke rất hay luôn nha anh em, tuyệt vời luôn. Đấy.
Giá 16.800 nhá, người ta bán là 20, con người bán 24 đến 22 triệu lâu lắm rồi. Thật sự mà nói lâu lắm rồi người ta đã bán. Các bác cứ vào cái đầu kênh của em để là em đề là đôi loa kit 1.4 sạc 2 ấy, thì các bác viết cái chữ như thế thì nó sẽ hiện ra ở trên các trang mạng hàng muôn vàn người bán và có giá ở trên đó các bác nhé. Người ta bán rất đắt luôn. 22 đến 24 triệu nhưng em bán cho quý vị và các bác với cái giá là 16 triệu 800. Bao rẻ toàn lãnh thổ Việt Nam mình, thật sự không mua ở đâu được các bác nhé, không mua ở đâu được đâu. Và bây giờ thì đến mời các bác đi vào thẩm âm. Em đang phối ghép đôi loa kit 1.4 sạc 2 này với lại chiếc âm ni đờ lông BMA 890D đánh chất âm cực kỳ hay. Xin nhấn mạnh chất âm cực kỳ tuyệt vời. Và anh em đừng quên rằng hôm nay em về được chiếc âm ni Marzahn 2226B, dòng âm ni G-Saver bắt được đài FM và AM, chạy 4 sò than xanh đen, không đầy công suất, dòng điện đa cầu từ 110, 120, 220 và 240, tức là dòng này là chiếc âm ni này được sản xuất ra tại Nhật Bản và được xuất vào thị trường Mỹ và châu Âu trên rất nhiều nước, điện đa cầu. Và giá của chiếc âm ni là 4 triệu 600, ngon bổ rẻ tận óc, cực kỳ là hay. Và đầu nguồn phát là một chiếc đầu Soli mặt vàng chanh, Soli Dat 57ES, dòng này em bán trong cửa hàng của nhà em rất nhiều rồi. À, hôm qua thì em bán 59, hôm nay em bán về được 57. Đấy. Chiếc đầu Soli này thì em bán cho quý vị và các bác với giá 6 triệu 200 ngàn đồng, cực kỳ yêu thương và trong tình trạng cực kỳ đẹp luôn anh em nhé, rất đẹp. Và bây giờ thì xin mời các bác cùng thả bông.
Ok, xin cảm ơn quý vị và các bác các anh em rất là nhiều. Mọi chi tiết xin quý vị và các bác hãy liên hệ vào số máy 0966 603 183 để mua sắm các sản phẩm cho mình. Thưa quý vị và các bác các anh em, còn bây giờ thì xin cảm ơn và chào tạm biệt quý vị và các bác các anh em.